Hôm nay là ngày vu quy của con. Ba không có gì hơn, ba không phải chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc và cầu cho hai con sống suốt đời viên mãn, cũng giống như cha mẹ đã sống. Tụi con giàu gì cũng là đến tuổi trưởng thành cũng đã kết hôn, nhưng về đường đời thì tụi con cũng phải còn học hỏi nhiều, cho nên con về làm dâu và làm con của người ta thì tụi con phải biết kính trọng lễ phép, biết sống sao cho dâu hiền rể thảo. Đó là ước nguyện của ba. Trong ngày vui hôm nay, ba cũng xin chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc viên mãn đến bạc đầu. Đừng trách xa bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đâu thèm nói ra bằng lời, dù một mai con sẽ thấy tình yêu của cha trong con hôm nay. Tình yêu tuyệt vời.